Chào các anh chị em học viên lớp phẫu thuật cấy implant của khoa răng hàm mặt Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Cao Thắng, giảng viên của bộ môn cấy ghép implant nha khoa. Rất là vinh dự được chia sẻ cái bài này với anh em. Bài này có cái tiêu đề là các cái trang thiết bị phụ kiện và một số vật tư để cấy ghép implant cơ bản. Tức là chúng ta sẽ nói hôm nay nói tập trung vào các cái trang thiết bị để tiến hành một cái ca cấy implant cơ bản. Thì có nhiều cái loại hình phẫu thuật kit khác nhau, kit phẫu thuật khác nhau. Và đây là một cái tầm nhìn chung về các cái kit cấy implant. Thì phần lớn các hãng người ta tích hợp mà nhiều mục đích nhỏ và một cái mục đích lớn. Ví dụ như là phần lớn thì cái việc mà phẫu thuật khoan xương cấy implant và cái việc mà phục hình người ta gom một bộ kit. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có nhiều hãng người ta sản xuất những cái bộ kit với cái mục đích nhỏ hơn, nó tách ra thành những cái bộ kit riêng. Ví dụ như là có hãng thì kit khoan xương phẫu thuật riêng, kit phục hình riêng. Nhưng mà cái mô hình này dần dần nó ít đi rồi vì nó tạo ra sự bất tiện và nó nâng cái giá, nâng cái chi phí trang thiết bị lên, chúng ta lại phải mua thành hai bộ kit. Nhưng bên cạnh đấy thì khoan cấy cấy implant thì chúng ta còn cả vài cái mục vài cái kỹ thuật riêng nữa, hoặc là kỹ thuật nâng cao nữa. Ví dụ như là có những bộ kit nâng xoang riêng, trong cái kỹ thuật nâng xoang ấy, nó có nhiều trường phái, nhiều nhiều technique khác nhau, nên là mỗi cái technique thì có thể lại có một hai kiểu bộ kit khác nhau. Rồi đôi khi chúng ta nghe thấy kit nong nén chẻ xương, chúng ta nghe thấy có cái kit, có những cái kit ví dụ như là kit tạo hình vạc, rồi có nhiều cái loại kit khác nhau, nhưng mà nhìn chung là nó phục vụ cho việc cấy implant. Thì có thể là có những bộ kit cơ bản nâng cao hoặc là nâng cao. Thì ở đây trong hình chúng ta nhìn thấy là các cái kit mà phục vụ cho cái việc mà tạo hình cái đường vào, sửa soạn cái lỗ vị trí đặt implant. Thì chúng ta có các cái hình ảnh như này. Ví dụ đây là một cái bộ kit của các hãng, của một vài cái hãng. Thì trong cái bộ kit này thì mình cũng sẽ chỉ cho chúng ta thấy là nhìn thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái này có vẻ là hoa mắt. Không biết là rối mắt, ý là không biết là bố trí kiểu gì, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cùng phân tích một vài cái bộ kit, nó có quy luật cả đấy, nên là chúng ta không 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 ngại đâu. Thế thì trước mắt ở đây chúng ta có cái ratchet wrench, tức là cái cây thước vặn ấy. Có hãng này người ta gọi là torque torque wrench, hay là cái từ mà tiếng Anh chúng ta dịch ra là nó là gọi là một cái dạng cờ lê đấy. Thế thì thường là nó hay gài lên đây. Cái này thì nó sẽ kết nối với một vài cái đầu vặn. Cái đầu vặn này, một cái đầu vặn là nó nối vào cái lỗ, tùy hãng nó sẽ là lục giác hoặc tứ giác ở cái này. Ở cái lỗ này. Đấy. Ở cái lỗ này. Thế còn đây nó như một cái cắm cờ lê ấy, chúng ta sẽ vặn vào đây. Thế thì có tí nó có cái cây vặn, cái đầu cây vặn thì nó có mấy cái dạng. Thường là cây vặn là implant, cũng có thể là cây vặn phục hình. Vì chúng ta biết rồi, có hai cái lỗ lục giác cơ bản là 1.2 và 2.4. Cho phần lớn các hãng implant 1.2 để là một cái lỗ để vặn các cái phụ kiện như là healing cover hoặc là vít ở trong ống mình. Thế còn cái lỗ 2.4 là thường để vặn vào cái lục giác âm của implant, đúng không? Đến cái đồ tiếp theo là cái cây guide pin hay là parallel pin. Hoặc là có hãng gọi là direction indicator, tức là nó chỉ hướng, chúng ta chỉ hướng cái gì sau khi chúng ta khoan mũi 1, mũi 2 ấy, hoặc mũi 3, mũi 4 ấy. Thì chúng ta trong quy trình chúng ta học ấy, là chúng ta sẽ cắm cái lỗ, cắm cái đầu bé này này vào cái lỗ khoan sau khi chúng ta khoan được lỗ mũi 1, mũi 2 vào, để chúng ta kiểm tra mấy thứ. Một là cái răng đối diện nó sẽ cắm xuống, và cái giải phẫu cắm khớp học thì chúng ta biết rồi, hố trung tâm của răng hàm dưới, ví dụ bệnh nhân đang mất răng 36 chẳng hạn, thì hố trung tâm của răng hàm dưới nó đón cái núm nào của răng hàm trên ạ? Nó đón cái núm gần trong của răng hàm trên, đúng không ạ? Dưới gần trong. Thế thì cái đầu trên của cái cây này,
nếu mà cái răng trên nó chưa có chồi xuống hoặc nó chưa có bị lệch lệch xô lệch khớp cắn nhé, thì cái đầu trên này nó phải cắn vào đúng gần trong của răng hàm trên, thì có nghĩa là cái lỗ kỹ thuật hay cái hố trung tâm của răng hàm thứ sáu hàm dưới chúng ta đã khoan đúng được cái lỗ đấy, đúng được cái theo cái hướng, tức là chúng ta cấy lên dưới định hướng của phục hình này. Thế còn nếu mà chúng ta khoan đến mũi 2, mũi 3 rồi thì chúng ta cắm tiếp cái đầu to này xuống. Đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cây parallel pill này, hoặc là cây chỉ hướng này. Ý nghĩa thứ hai ấy, là chúng ta vẫn cắm cái này vào trong cái lỗ khoan xương ấy, xong chúng ta chụp hình cận chóp, chụp hình sau hệ đổ răng ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hướng của cái mũi khoan của chúng ta. Nếu mà nó nghiêng gần quá hoặc nghiêng xa quá thì chúng ta sẽ làm sao chỉnh hướng ở mũi tiếp theo, mũi khoan tiếp theo, hoặc là nó sát với trần ống hình răng dưới thì chúng ta hạn chế cái chiều sâu của cái mũi khoan tiếp theo. Đó, đây là cái cây indicator radiation đó. Cây này cũng là một cái cây mà vặn kiểm tra hướng. Chúng ta có thể vặn nó vào cái implant hoặc là để chúng ta lấy dấu chẳng hạn. Đấy thì nó cắm vào những cái lỗ như này. Đây tùy hãng thôi. Có hãng này thì phần lớn nó không đặt là part of finder đâu, nhưng mà chúng ta tìm cái nhìn cái tên là chúng ta hiểu tác dụng của nó rồi. Và cả cái nhóm này là direction indicator, tức là chỉ hướng. Có một số hãng thì phần lớn hãng không nào chúng ta học có nói về cái hình thể đại hình thể đại thể của implant rồi, thì chúng ta có cái implant nó dạng taper, implant dạng taper tức đường kính ở vùng platform nó lớn nhất, mà cái xương vỏ ở vùng platform đấy nó lại mật độ xương nó lại cao hơn là xương sốt, tức là cái xương ở 1/3 trên của cái implant ấy, quanh cái cổ implant ấy, thì mật độ nó sẽ lớn. Mà chính vì vậy mà khi mà chúng ta vặn cái lực khoảng 50 Newton cm, nhận được cái lực vặn là 50 Newton cm vào trong implant vào trong xương ấy, thì thực tế cái implant nó tì vào vùng xương vỏ nó lên đến 70-80 Newton cm, và cái xương vỏ này nó có thể bị vỡ hoặc bị chết xương vì cái lực nén này nó lớn. Chính vì vậy mà người ta có hãng này gọi là countersink, có hãng này gọi là cortical bone drill, thì chúng ta hiểu nghĩa tiếng Anh chúng ta hiểu ngay được tác dụng của nó, tức là cái mũi mà khoan mở rộng thêm cái miệng, cái phần xương vùng xương vỏ ấy nó rộng ra hơn thì nó giảm cái lực nén lên cái vùng xương vỏ ấy, thì nó sẽ đỡ bị nguy cơ bị tiêu xương do cái overpressing, nén xương nó quá lớn. Tiếp theo đây là cái cây vặn implant bằng motor, thì chúng ta nhìn thấy cái đầu này nó cùng kích thước chuẩn rồi, tức là cái đầu này chúng ta cắm nó vào cái motor khoan cấy. Còn cái đầu dưới này là kích thước lục giác là 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 lục giác, thì nó sẽ vừa với cả cái lục giác âm của cái implant đấy. Hoặc là trước chúng ta nói rồi có những hãng thì nó lại là gì ạ, là 3 thùy, 6 thùy chẳng hạn, thì cái đầu dưới nó phải compatible, nó phải tương thích với cả cái phần âm của cái implant của chính hãng đấy. Thế vẫn cây này vẫn là cây vặn implant nhưng mà cái đầu bốn cạnh này đấy là nó dùng để vặn lên này đấy, cái đầu trên của cái bốn cạnh này nó dùng để nó vặn vào đây. Thế còn đầu dưới này để kết nối với implant để đưa implant vào trong xương đúng không ạ? Tiếp theo đây là cái hand driver. Driver này chúng ta có thể hiểu tiếng Anh nó như là một cái dụng cụ, nó gọi là cái tô vít đấy. Hand là cầm tay và cái dưới này là lục giác cỡ trung là 1.2 cộng trừ. Thì cái này để chúng ta vặn vào phụ hand drive vào nắp cover này, nắp healing này, vít ở trong open này đúng không ạ? Một số hãng người ta có cái remover driver, tức là cái gen này nó ngược, thì khi chúng ta vặn cái này vào trong cái open mà đã tháo vít ra thì nó sẽ chống xuống đáy của implant và nó đẩy open lên đó. Mũi trên fiber này thường nó nằm trong các cái một vài cái bộ dụng cụ đặc biệt, ví dụ như chúng ta có thể mở cửa sổ xoang nâng xoang kín, hoặc chúng ta có thể lấy xương, và đặc biệt là chúng ta phải dùng những trường hợp mà chúng ta phải tháo implant ra, cho trường hợp nó vỡ cổ implant chẳng hạn, thì cái đường kính implant nó phải nằm ở trong lòng của cái đường kính trên fiber này đúng không ạ? Cây drill extension này tức là cây nối dài, thì chúng ta tưởng tượng cái trường hợp này chúng ta gặp ví dụ như răng 31, 32, 41, 42 chỉ mất một răng thôi chẳng hạn, thì khoảng gần xa của cái khoảng mất răng nó hẹp, mà cái mũi khoan này thì nó chỉ cái mũi khoan xương nó chỉ ngắn thế này thôi, thì nhiều khi nó xuống chưa hết chiều sâu dự kiến thì nó đã bị vướng cái đầu đầu nhỏ của cái tay khoan rồi. Thế chúng ta phải lắp cái này nối dài vào cái này và các cái mũi tiếp theo để chúng ta đi qua được cái khoảng hẹp gần xa của hai răng bên cạnh nó đang còn đấy, cái nối dài đó. Chúng ta cố gắng vừa làm việc vừa vừa dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì chúng ta sẽ nhanh chóng thạo tiếng Anh hơn nữa. Còn ở đây chúng ta thấy các cái bộ mũi khoan mà nó theo cái trình tự là gì ạ,
chiều dài nó tăng dần, nhưng mà theo từng nhóm thì đường kính nó không có tăng, đúng không ạ? Thì ví dụ như là bộ kit này thì ví dụ chúng ta xác định là chiều dài là 11 thôi chẳng hạn, thì chúng ta chỉ dùng cái mũi số 3 thôi, mũi số 3 của tất cả các cái nhóm mũi khoan này, đúng không ạ? Thì chúng ta tăng dần đường kính giống như chúng ta làm nội nha, cái phương pháp mà chúng ta có step back hoặc crawl down á, đúng không ạ? Rồi bước lùi bước tiến rồi đấy. Thì có kỹ thuật mà chúng ta xác định được chiều dài làm việc rồi, ví dụ là 13 chẳng hạn, thì chúng ta cứ dùng các cái file nội nha cứ to dần, nhưng mà chiều dài chiều sâu làm việc thì không đổi, đúng không ạ? Thì đây cũng vậy, ở đây nó có một cái phần đường kính nó to hơn như này, thì cái mũi khoan nó chạm vào cái màng xương ở cái vùng này, và cái chiều sâu nó cố định là 10-11 chẳng hạn đấy. Thì cái này là ví dụ là 1.8 chẳng hạn, đường kính 1.8 chẳng hạn. Thì đến cái mũi tiếp theo chúng ta cũng chọn cái mũi mà cùng đường kính nhưng mà cùng chiều sâu nhưng mà đường kính nó to hơn lên chút, ví dụ cái này là 2.5 chẳng hạn, và nó sẽ bị chặn lại cái màng xương ở đây, thì nó tạo ra được một cái giá trị gì ạ? Nó không bị quá cái chiều sâu an toàn. Ví dụ chúng ta dùng cái dài hơn, nhớ lại chạm vào trần ống tư dinh răng dưới. Đấy. Sang đến mũi tiếp theo, đường kính nó tăng lên 2.5 chẳng hạn. Đúng không ạ? Nhưng mà có thể là ở ngay mũi này hoặc mũi này là chúng ta đã dừng lại, chúng ta dùng cái gì rồi? Dùng cái cây guide indicator này để chúng ta kiểm soát chiều sâu, kiểm soát cái hướng khoan theo chiều gần xa ngoài trong, đúng không ạ? Đó, chụp phim để chúng ta cũng kiểm soát chiều sâu và hướng. Đó, thì cái bộ mũi khoan nó chia theo nhóm và kích thước nó tăng dần, nó có thể có các cái kích thước, có các cái cổ để khống chế cái chiều sâu. Đây là cho các trường hợp mà các bác sĩ mà mới cấy đúng với cả cái mục tiêu của lớp cơ bản này, thì cái này hoặc là tháo lắp ra được hoặc là nó cố định như này. Thì cái vị trí này chúng ta hay gọi là cái stop ấy, đây là điểm chặn ấy, đúng không ạ? Đấy. Tí nữa có mấy mũi khoan này đặc biệt hơn mình sẽ nói tiếp vào cái hình khác. Đấy. Còn chúng ta có cái hình ảnh về các cái loại máy khoan cấy khác nhau, thì nhìn chung là nó sẽ giúp chúng ta cấp một cái lực khoan vào trong mô xương. Và các bạn biết rồi, nếu mà cái xương mà nó tiếp xúc với nhiệt độ mà trên 47 độ C thì nó sẽ có cái tình trạng là các cái tế bào xương ở cái vùng mà nó tiếp xúc với mũi khoan nó nóng như vậy, nó sẽ cháy. Chính vì vậy mà cái máy khoan thì bao giờ cũng phải có thêm cái bộ phận mà tạo một cái dòng chảy của nước để nó bơm nước vào trong hố khoan xương. Bơm nước vào hố khoan xương như vậy chưa đủ, phải kết hợp với cái động tác khoan là chúng ta nó phải nhấc lên nhấc xuống để làm sao ạ? Cái nước nó vào nó có hai tác dụng, một là đẩy cái mùn ngà ra, hai là làm mát cái vị trí bề mặt của cái vách khoan xương ấy. Xong rồi chúng ta lại đưa xuống. Tức là chúng ta giống như là tưởng tượng như cái cối giã gạo ngày xưa ấy, hoặc là cái cối giã gạo bằng sức nước của đồng bào dân tộc ấy. Đó, nó lên xuống như vậy. Tốc độ thì khác nhưng mà ý là nó chuyển động theo cái chiều như hướng như vậy. Cái tần suất lên xuống ấy để nó làm giảm cái nhiệt độ, chứ không phải là mỗi cái bộ phận khoan cấp nước. Thế nhưng mà trong cái máy khoan này thì nó sẽ có một cái bộ phận để nó tạo một cái dòng chảy nước. Nước thì chúng ta có thể dùng nước muối sinh lý, nhưng mà mình khuyên là nên dùng nước không muối, vì nước muối nó sẽ đọng lại ở các cái bánh răng của các cái tay khoan, nó sẽ làm giảm thời gian sử dụng của cái tay khoan hơn là nước muối sinh lý, nước đường hoặc nước cất vô trùng, đúng không ạ? Thế và trên máy thì người ta sẽ có các cái chế độ kiểm soát nữa là hướng quay của mũi khoan, tốc độ khoan. Có một số máy hiện đại hơn thì nó có cái nguồn sáng để nó đi theo cái dây của tay khoan cấy để đi ra cái tay khoan, và nó cũng dẫn quang được để nó chiếu sáng vùng phẫu trường ấy. Và một số máy nữa thì nó lại có pedal không dây đó, thì nó càng hiện đại thì nó càng nhiều tiền, nó là cả option mở rộng, giống như chúng ta chọn mua ô tô ấy. Và phần lớn các máy nó đều có chế độ nhớ, ví dụ chúng ta để tốc độ quay, chế độ phun nước, chiều khoan mũi quay, chúng ta xét mấy cái đặc tính cơ bản ấy vào trong memory 1, memory 2, memory n, giống chúng ta nhớ ghế lái ô tô ấy. Để ví dụ nhà ô tô có dùng chung mỗi 2-3 người lái chẳng hạn, thì mỗi người nhớ một ghế, nhớ một nút, thì mỗi khi lên xe với một người chúng ta chỉ cần ấn một cái nút
gọi bộ nhớ đấy thôi, thì nó sẽ ra hết cái chương trình. Ví dụ như mình thì mình hay làm việc ở hai chế độ, một là sợ 1.200 vòng phút có nước xuôi chiều và 60 vòng một phút không nước xuôi chiều. Thì các bạn chỉ cần ấn cái nút memory 1 thì đổi giữa memory 1 đến memory 2 là sẽ nhớ ra, chứ không phải là chuyển sang chế độ khác lại chúng ta lại phải chỉnh ba chế độ, từ 1.200 vòng phút mà giảm về 60 vòng phút nó rất là lâu, lâu hơn so với chúng ta ấn gọi bộ nhớ, đúng không ạ? Đấy, cái con cấy chúng ta có pedal, chúng ta có thường có cái giá để gác cái motor khoan cấy, chúng ta có cái cây để treo cái nước, cái chai cấp nước đấy. À, rồi chúng ta có cái dây cắm nguồn điện, đúng không? Đấy, ví dụ một cái máy khoan cấy thì chúng ta sẽ lúc nào chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thực hành những cái này thôi. Gear ratio tức là cái motor khoan cấy chúng ta thì chúng ta phải phải đặt phải dùng cái loại mà tỷ lệ 1/20. Các bạn để ý xem nếu mà các cái motor nội nha thì chúng ta thấy là 1/16 thì tỷ lệ của cái motor khoan cấy là mặc định là nó máy khoan nó hiểu là nó cấp cái vòng quay cho cái máy mà tỷ lệ 1/20, nghĩa tính là cái chính là ô tô, chính là cái hộp số đấy. Chúng ta để ô tô số 1 thì nó đi rất nhanh, à quên xin lỗi, nó đi rất chậm nhưng mà nó khỏe vì khoan là xương mà, đúng không? Còn chúng ta dùng các cái tay khoan mà nó tỷ lệ nó gear ratio nó khác đi 16/1 là chúng ta lắp vào cái máy cấy mà nó xét tỷ lệ 20/1 thì tốc độ vòng quay chúng ta sẽ không nhận được đúng tỷ lệ này đâu. 20/1 nghĩa là thế nào? Ở cái phần thân motor nó quay 20 vòng thì ở cái phần mũi khoan nó quay một vòng. Thì cái máy nó đã tính rồi, tức là nó sẽ cấp cái tốc độ quay ở cái phần phần thân của mũi khoan là 20 thì ở mũi khoan nó quay một vòng. Thế nhưng mà chúng ta cắm cái 16 vào thì cái kết quả ở đây nó khác, là mặc dù cái con số hiển thị ở đây nó vẫn là 2.000 vì nó hiểu chúng ta cắm cái tay khoan tỷ lệ là 20/1, nhưng mà cái tay khoan chúng ta nó khác đi thì thông số đây nó khác đi. Nó giống như này, anh em đi kiểm định ô tô rồi đấy thì anh em có cái cỡ lốp là 18 chẳng hạn, nhưng mà anh em lại thay lên cỡ lốp là 20, thì ví dụ trên đồng hồ tablo nó vẫn hiển thị tốc độ là 60 km/h, nhưng mà thực tế cũng như là anh em đã đi quá tốc độ 60 rồi đấy, vì cái đường kính bánh ô tô nó lớn hơn đó. Thì chúng ta cứ phải làm đúng, làm đúng đúng cái tỷ lệ đó, đúng không? Đấy, thì anh em tiếp theo một cái thiết bị không thể không có được ở trong phòng khám, nói chung tất cả các phòng khám nha khoa, thì cái này nó thể hiện cái ý thức của cái việc mà phòng chống lây truyền chéo, và đương nhiên là cái đòi hỏi đây là đòi hỏi cơ bản tối thiểu rồi, chúng ta gọi là autoclave hay là lò hấp ướt. Một số máy nữa thì nó sẽ có hấp ướt xong nó sấy khô, thì cái này các bạn biết rồi, phần lớn vi khuẩn để chết là nhiệt độ 100 độ C, nhưng mà sẽ có những con như con nha bà uốn ván đấy, nó chết 100 độ nó không chết. Thì cái máy này nó các bạn biết là về vật lý ấy, thì ở 100 độ C thì là nước sôi với áp suất là một atmosphere, ít nhất phải hai điều kiện đấy song hành. Thế nhưng mà cái nồi autoclave này tức là một cái nồi kín kín thì áp suất nó đẩy lên nhiều hơn ăn một atmosphere thì nhiệt độ sôi nó sẽ cao hơn lên, nó có 132 với 120 mấy đấy. Thì với nhiệt độ sôi này thì các cái một số vi khuẩn nó mới chết, nó mới chúng ta mới vô khuẩn được triệt để, đúng không ạ? Cái này là anh em phải có. Thứ nữa là cũng phải báo cáo với anh em là mình đi cấy hỗ trợ ở một số phòng khám ấy, thì cái hệ thống hút chúng ta từ đơn giản đến hiện đại, nó giống như chúng ta đi xe đạp từ đây vào Thanh Hóa hay đi ô tô từ đây vào Thanh Hóa, thì rõ ràng chúng ta đi ô tô nó tiện nghi hơn, trừ người muốn tập thể dục, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà cái máy hút nó yếu quá thì phẫu trường chúng ta không, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy gì vì nó hút không 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 đủ cái lực để mà nó hút sạch cái phẫu trường, thì máu nó cứ chảy nhoe nhét đấy. Nên chúng ta vẫn nên có một cái hệ thống hút. Bây giờ thì anh em phần lớn là đầu tư cái hệ thống hút trung tâm rồi, thì chúng ta cái việc nó vận hành như nào thì phần lớn là các nhà cung cấp các bạn phải có trách nhiệm. Thế nhưng mà hiếm hiếm thì đôi khi chúng ta vẫn mình vẫn thấy một số phòng là cái máy hút xách tay này, hoặc chúng ta vẫn nên có để làm sao đề phòng trường hợp đôi khi máy hút trung tâm nó trục trặc, mình xách ra mình hút được trong một ca phẫu thuật chẳng hạn, hoặc là nó đầy nước chúng lại đổ đi lại hút tiếp được thì vẫn nên có. Nhưng mà hệ thống hút thì nên nên có hệ thống hút nó khỏe một chút, khỏe thì tùy cái hệ máy thì anh em có thể mua. Thế mình còn nhắc các cái trang thiết bị bảo hộ,
thì chúng ta biết là cái bảo hộ của chúng ta không đơn thuần là mũ và khẩu trang và găng đâu, chúng ta nên có cả kính nữa, kính bảo hộ. Vì các bạn thử đeo cái kính bảo hộ mà xem, rồi các bạn phẫu thuật mà xem, bạn các bạn phẫu thuật xong các bạn quay ra các bạn nhìn cái mặt kính phẫu bảo hộ ấy, nó rất có rất nhiều những cái bọt, những cái hạt li ti nó bám vào cái phần mắt ấy. Thế thì làm sao, nếu chúng ta chỉ đeo khẩu trang mà chúng ta không đeo kính ấy, nó sẽ bắn vào mắt của chúng ta những cái hạt rất nhỏ, mà mắt chúng ta ví dụ như nó có cái viêm, cái viêm giác mạc bờ mi chẳng hạn, thế nó là một cái đường lây truyền đúng không ạ? Thế thì nhân viên y tế của chúng ta cũng là những người mà có nguy cơ mắc một số bệnh lây truyền có đường máu rất là cao, nên chúng ta không để ý đeo kính. Thế còn cái việc mà găng với khẩu trang thì không nói gì rồi, nhưng mà các bạn nhớ là găng là nó bảo vệ chúng ta, chứ không bảo vệ, không 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 riêng găng là không giải quyết được chuyện lây truyền chéo nhé. Mình nói ví dụ này, một vài cái nút bấm hoặc một vài cái ở trên ghế răng hoặc là cái cán đèn chẳng hạn, chúng ta đi một đôi găng mới, mình tiếp xúc với bệnh nhân A, trong quá trình mình làm việc mình tay mình động chạm vào phẫu trường, xong rồi nếu mình không tuân thủ nguyên tắc vô trùng ấy, cái găng thì chúng ta lại thò tay vào ấn cái nút, nếu mà cái nút hoặc là cái cán đèn mà không bọc ni lông thay một lần cho một bệnh nhân ấy, rồi chúng bệnh nhân A xong chúng ta tháo găng nó vứt đi, chúng ta tưởng vậy là vô trùng rồi ngắt bệnh nhân kia rồi, nhưng thực ra vi khuẩn virus nó đang bám vào trên bề mặt của các nút bấm hoặc cán đèn của bệnh nhân A ấy, cán đèn của vật chữa ấy. Thì chúng ta phải làm sao bóc cái ni lông nó dán vứt đi, hoặc là chúng ta xịt khuẩn vô trùng lại chúng ta mới đón bệnh nhân tiếp theo. Còn nếu không ấy thì cái nguồn lây nhiễm nó vẫn là trên các cái nút các bề mặt ấy. Chúng ta bệnh nhân B chúng ta lại đeo găng mới vào, chúng ta lại bấm vào cái nút bề mặt của nút cũ, rồi chúng ta lại thò tay vào phẫu trường của nhân B, thế là thế gọi là cái con đường lây truyền chéo đấy đó. À, đây chúng ta nhớ cái điều ấy. Đấy thì cái găng nó chỉ bảo vệ chúng ta thôi, chứ chưa họ chưa chưa phải là khép kín cái quy trình mà chống lây truyền chéo. Nó có cái để ý đấy. Ở đây là một cái bộ kit phẫu thuật trong miệng cơ bản. Thì chúng ta có cái Parabuff, có cái kéo, có cái ống hút, nó banh, những cái này cơ bản thôi, mình xin phép bỏ đi qua đi nhanh nhá. Ở đây là cái mũi mà tùy hãng, có hãng người ta gọi là tapping, phần lớn tên thì người ta gọi là tapping hoặc là tiếng Việt dịch ra là gọi là mũi tạo hình cái gen ở trong xương. Cái này thì nó đặc trưng là nó hay dùng cho cái implant mà có cái thread dạng vuông ngày xưa, chứ bây giờ cái thread là cái hình dạng cái gen ấy, chứ hình dạng cái gen của implant bây giờ thì phần lớn là nó là dạng tam giác này, nó có shape cutting, tức là nó tự cắt vào trong xương. Cái implant dạng vuông ngày xưa nó giống như các bạn lấy một cái vít, các bạn lấy rũa, các bạn rũa gần hết cái vít sắc đi, nó sẽ còn một cái vít cùn, cái vít cùn ở các cái gen ấy đấy, và nếu phóng đại cái vít cùn lên nó sẽ có cái thread dạng vuông. Thế thì để đưa cái implant ấy vào trong xương thì lại phải có cái mũi này để tạo hình các cái gen ở trong cái vách hố khoan xương ấy. Giống như ngày xưa cái thời mà dùng ống nước và ống kẽm ấy, người ta hay phải taro ống kẽm ấy, taro tức là tạo hình cái gen ở hai cái đầu ống để nối dài hai cái đầu ống lại với nhau đấy, thì cái này gọi là taro xương. Thế vít này, cái này chỉ dùng ở cái hệ hệ thống implant mà nó có cái thread dạng vuông thôi. Còn đây là cái cây nén xương, có thể nong một chút nhưng mà về bản chất nó là nén xương, tức là chúng ta dùng trước khi đưa implant vào. Ví dụ cái xương nó D1 nó quá cứng, hoặc ngược lại cái xương nó D4 nó quá sốt. Xương D1 nó quá cứng thì chúng ta khoan đến gần bằng đường kính implant, xong chúng ta đưa vào chúng ta nén. Đương nhiên là phải chọn cái kích thước implant tương ứng. Còn xương nó quá xốp ấy, ví dụ chúng ta cấy implant 40 mà xương nó quá xốp thì chúng ta chỉ nên dừng lại ở cái mũi khoan khoảng 2.5 3.1 thôi, xong chúng ta cũng 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 nén xương một chút đó, thì để chúng ta đưa cái implant vào. Chúng ta nhớ là cái mũi khoan cuối cùng của cái xương D1 và xương D4 nó khác nhau nhé. Mình nhắc lại là nếu mà mũi khoan cuối cùng của xương D1 với cái implant chúng ta cấy đường kính ví dụ là 4 chẳng hạn, thì chúng ta có thể khoan đến 3.7, 3.8, 3.9 đúng không ạ? Dùng cái nén xưa. Và mà chúng ta có thể dùng cái nén xương. Nhưng mà mình nói tiếp đã, nếu mà chúng ta có xương D4 chẳng hạn, chúng ta khoan cấy cái implant 4.0 chẳng hạn, thì chúng ta chỉ khoan đến mũi 2.5, 2.8, 3.1 thôi,
tức là cái độ lệch từ đường kính im lặng trừ đi đường kính quang cuối cùng ấy, nó lớn lên, hay cái delta nó lớn lên. Xong rồi chúng ta có thể dùng mũi nén này để chúng ta nén thêm một chút. Thế nhưng mà cái này nó giống như chúng ta nấu ăn đấy, ẩm thực ấy. Cái tối giản nhất của ẩm thực là gì? Ví dụ chúng ta cho gia vị vào nó nhạt nhạt thì ví dụ khi mà nó nhạt chúng ta có thể sửa được là chúng ta có thêm muối hoặc gia vị vào, hoặc chúng ta dùng thêm gia vị hoặc là sốt hoặc mayonnaise gì đấy nhiều lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta nêm nếm mà ngay lúc chế biến mà chúng ta đã cho quá mặn rồi ấy, chúng ta không thể lấy lại muối từ món ăn được, chúng ta sẽ không ăn được, đúng không ạ? Ý mình là cái đường kính hố khoang xương bao giờ cũng nhỏ, phải nhỏ hơn đường kính của implant, Im lặng. và nhỏ hơn bao nhiêu thì tùy mật độ xương, nhưng mà bằng hoặc lớn hơn implant thì nó không không thể đạt được độ đi sơ khởi của implant vào trong hố khoang xương rồi, đúng không ạ? Nên nó giống như hình ảnh của chúng ta nấu ăn đấy, nó là cả một nghệ thuật, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy là người ta biểu diễn các cái dụng cụ khoan cấy implant theo một cái quy trình. Ví dụ cái mũi một, một số cái hãng là triple blade tức là cái mũi dạng ba cạnh, một số cái hãng thì nó là dạng twist blade tức là triple drill hoặc là triple blade tùy người ta gọi tên, nhưng tóm lại nó là cái mũi nhọn đầu tiên, thường là để nó tạo một cái điểm lõm ở trên xương vỏ. Chúng ta phải chọn vị trí chính xác giữa chiều ngoài trong và gần xa và hướng. Một số hãng thì người ta dùng mũi đầu tiên là mũi Linderman đây này, các bạn thấy nó dạng răng cưa, dạng răng cưa. Tí nữa mình nói riêng về dạng răng cưa. Thì mũi một là chúng ta có thể khoan bằng hoặc hết chiều sâu dự kiến. Chiều sâu dự kiến là cái đường màu vàng này. Đó. Và tất nhiên là nó phải cắt cái trần ống thần kinh răng dưới ít nhất là 2 mm, gọi là chúng ta gọi là safe zone đấy, safe an toàn đấy. Đến mũi hai chúng ta có thể khống chế luôn, khống chế chiều sâu bằng các cái vạch trên mỗi cái mũi, nó có cái vạch và cái vạch này thì nó giới hạn, nó thể hiện cái chiều sâu. Trong phòng khám của mình thì mình cấy đến 8-9 hãng. Thật ra là nhiều khi mình không thể thuộc hết cái vạch này được. Thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta có một cái thước nội nha kim loại, có hàng chục cái thước nội nha kim loại đeo vào ngón tay ấy, tiện nhất. Thế còn nếu không thì thước mm kim loại chúng ta hấp sấy như là một cái bộ dụng cụ hấp sấy được. Tất nhiên là mỗi bệnh nhân một cái rồi, riêng một bộ kit đi theo kit rồi. Xong mình đeo lên ngón tay thì khi mình cầm cái mũi khoan ấy ra mình không nhớ là cái vạch này là bao nhiêu ly, 7 ly hay 9 ly, 11 ly thì mình cũng đo nó như là đo cái cây phai nội nha. Xong rồi mình sẽ trên cái phẫu trường thì mình cũng đưa nó xuống đến cái vạch này, mình dừng lại. Đúng không ạ? Đó. Chứ nếu mà mình cứ thế này mình ấn xuống đến cái stopper này thì đây cũng là một cái dạng stopper nhưng mà cái này nó chiều sâu lên tận 15 chẳng hạn. Thế thì không không được rồi. Đúng không ạ? Chúng ta phải thuộc các cái vạch đen này chúng ta dừng lại. Cái này nó phù hợp với các cái trường hợp mà cấy implant có mở vạc đó, đó. Xong chúng ta thấy là cùng một chiều sâu này đường kính nó tăng dần này, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn lưu ý là sau mũi này chúng ta cắm cây định hướng và chúng ta chụp X-quang thì chúng ta cho bệnh nhân cắn nhẹ nhàng lại, chúng ta kiểm tra cái hướng khoan cấy đã, thì tuân thủ đúng nguyên tắc là cấy implant theo định hướng của phục hình đấy, đường kính nó tăng dần, đúng không ạ? Cái mũi cuối này đến cái implant này đấy, như mình vừa nói ấy, cái mũi này so với implant ấy nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với implant là ví dụ xương D4 hoặc là gần sát bằng cái đường kính implant là xương D1, đúng không ạ? Nhưng có khó trong việc cấy implant là cái xương D1 và các cái mật độ xương xốp hơn, nó lại trên cùng một vị trí khoan cấy cơ. Ví dụ cái D1 nó ở cái xương vỏ này, xong dưới này nó là D2. Đấy, thì chúng ta tưởng tượng chúng ta đặt một miếng gỗ thông lên một miếng gỗ lim và chúng ta phải khoan qua cả hai cái lớp đấy. Đấy thì nó là cái kỹ năng chúng ta phải tập thôi. Đó. Phải tập dần dần này, đến gần dần dần khóa học thì anh em sẽ nắm được hơn, sẽ thấy nó hay hơn. Dụ đây, đây một cái chi tiết hơn của cái quy trình khoan cấy dùng mũi khoan. Ví dụ cái này người ta gọi là twist driller đây, hoặc là triple blade thì nó lại là cái dạng mũi ba cạnh, nó có tiết diện tại ba cạnh. Chúng ta khoan đến cái chiều sâu mong muốn, ví dụ 13.5 mm đây, thì đương nhiên là cái chiều cao xương từ màu xương ổ răng đến cái trần ống hình răng dưới nó phải ít nhất là 15.5 mm, nó ở dưới này cơ, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ là ví dụ cái vạch này là vạch 13 này. Đấy. Chúng ta đo lên cái thước nội nha. Khoan xong mũi 1, chúng ta đặt cái cây song song cái định hướng vào. Bệnh nhân cắn lại hoặc chúng ta chụp phim sensor cả hoặc cả hai.
đấy, cây cây xoắn cây mũi hai, chúng ta lộn cái đầu này xuống đây, chúng ta lại kiểm tra tiếp. Đây là mũi cao thừa sinh, tức là chúng ta tạo hình ở cái vùng xương vỏ, nhưng mà thường mũi cao thừa sinh nhưng đôi khi là chúng ta lại tạo hình ở cái bước cuối trước khi mà đặt implant vào. Cái gai cái protocol của hãng này thì nó lại hướng dẫn đây, xong chúng ta dùng các đường kính mũi to hơn thôi đấy, đường kính nó tăng dần đấy, xong rồi chúng ta dùng cái implant. Đó. Đây kế hoạch là người ta sẽ dùng implant đường kính 4.0 dài 13, thì có thể là ở đây người ta sẽ khoan đến 13.5 mm. Thì thực ra cái 0.5 mm là các bạn rất là khó kiểm soát, nửa mm đấy rất là khó kiểm soát. Đây là protocol, là lý thuyết thôi, thì chúng ta cố gắng bám sát cái con số đấy. Đúng không? Đây là các hình ảnh của cái ớt lần hôm trước chúng ta giảng rồi. Đúng không? Lẫn vào đây, đây là cái cây pilot drill, là cái cây mà một cái cây ít dùng thôi, để tạo hình cái miệng lỗ vào của cái implant. Đây cũng là một cái cây dạng parallel đấy, cây song song ấy, cái gai drill ấy, hoặc là parallel gai pin short hoặc long này, short là ngắn này, long là dài này. Mình hay dùng cây này. Mỗi cái khớp này nó có thêm một cái tiện ích là mỗi cái khớp này nó là bằng 1 mm. Mình cắm trong lỗ khoan xương ấy và mình đọc trên phim trong miệng ngay sau lỗ mũi 1, mũi 2 ấy, thì mình đọc 1 3, 5, 7, 9, 11 chẳng hạn, ví dụ đến đây là ngang màu xương. Thì mình biết là à cái mũi khoan của mình là sâu 11 mm rồi. Đúng chiều sâu muốn chưa? Vì có một cái vấn đề này này. Khi chúng ta chụp phim cận chóp ấy, chúng ta phải chụp đúng cái kỹ thuật là tia tới là tia song song hoặc vuông góc, hoặc là song song với trục của răng, hoặc là vuông góc với đường phân giác giữa trục của răng và trục của phim, tức là chỉ có hai kỹ thuật để chúng ta nhận được cái hình ảnh nó có kích thước bằng đúng kích thước của răng thôi. Còn đôi khi là phần lớn là chúng ta sẽ bị cái kích thước hình ảnh trên phim chụp nó dài hơn hoặc ngắn hơn kích thước thực của răng. Chính vì vậy mà chúng ta chụp bằng sensor, chúng ta đo trên màn hình mà không có cái cây cây mà chia khớp này, nhiều khi chúng ta đo 13 nhưng thực ra chiều sâu nó chỉ là 11 thôi chẳng hạn, thì nó lại thành sai số. Nên là chúng ta có cái cây này thì nó kiểm soát được chiều sâu đúng hơn. Đây cũng là một cái cây parallel view đấy, người ta cũng đánh bạch đánh dấu đấy 8, 10, 11.5, 13, 15. Và các bạn biết cái lỗ điểm gì không ạ? Cái này là cái cây mà nó dễ rơi vào trong miệng, trong họng, nên là chúng ta phải xỏ một cái chỉ tơ nha khoa mà chỗ để thò nó dài ra ngoài miệng 3-40 phân, chúng ta kẹp một cái banh lại, thì khi chúng ta dùng nó không có rơi vào trong họng, còn nếu nó rơi vào rồi thì chúng ta vẫn có thể kéo ra được. Đấy, đấy là cái ý nghĩa giá trị của cái lỗ này, còn lỗ của cây parallel pill này đó, chúng ta bịt buộc cái chỉ tơ nha khoa vào đây, để chúng ta cho bệnh nhân cắn vào để nó kiểm tra hướng đây, đúng không ạ? Đây kiểm tra xem nó có song song với thân răng của hai răng bên cạnh không. Còn chúng ta nhìn ở mặt nhai occlusion để chúng ta nhìn xem là cái hướng của lỗ kỹ thuật nó có bị trổ ra phía ngoài không, trổ vào trong quá không, đúng không? Cái này là cái răng 23, cái này là đúng hướng rồi, đúng không? Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta cấy nhiều implant thì nó còn thêm một giá trị nữa. Đây. Chúng ta cấy 2-3 implant đấy, chúng ta thì nó biết là khi nó lắp phong hình dính nhau á, thì cũng như giống như chúng ta lắp cùi răng ấy, cầu răng ấy, thì hai cùi răng nó phải song song với nhau thì cái phục hình nó mới xuống được và nó không tạo ra cái vùng lẹm để đọng thức ăn hoặc là lưu chất gắn. Thì cái phục hình của chúng ta, các implant chúng ta nó sát nhau ấy, mà chúng ta muốn làm phục hình dính nhau ấy, chúng ta cũng nên cấy nó song song với nhau. Và chúng ta khoan cấy mũi một xong thì chúng ta khoan cấy mũi hai, khoan cấy mũi một xong chúng ta cắm cái song song này vào, và chúng ta khi chúng ta khoan cấy mũi hai thì chúng ta làm sao dẫn hướng cái mũi khoan hai song song với cả cái mũi mũi một, song song với cây parallel pin thì nó cắm vào đấy, thì cứ tiếp theo như vậy thì chúng ta sẽ có 5 cái lỗ khoan là song song với nhau, đúng không? Đó, thì đấy là cái tác dụng thứ ba của cái cây định hướng. Đó, và trên phim chụp thì chúng ta đếm được, ví dụ chúng ta đã nhớ hoặc là chúng ta đo ở đây là 8, 11, 13, ví dụ thế 15, 17 chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta biết được chiều sâu này. Đây là đường giữa này. Đây là đường giữa này. Đấy. Chúng ta thấy nó song song với đường giữa.
mình xin 1 phút để mình có điện thoại trường gọi. Ừ, cháu chào cô ạ. Chào cô Thuận. Dạ cháu cảm ơn cô, cháu đang giảng lớp implant. Vâng ạ. Dạ cô. Dạ thì cháu chủ động cho nhắn với bạn đấy ạ. Cô vừa bạn nhắn lại địa điểm thì vẫn là đấy. Vâng ạ, tức là cô đang nói là chuẩn bị cho lớp nào ạ? Cái lớp nào ở trường ạ? Hay à, thế ngoài chị Màm thì chắc là vẫn có bạn Phương Anh với các bạn ở đấy đúng không ạ? Thế thì cháu sẽ liên hệ với các bạn đấy ạ. Dạ. Dạ cô. Dạ cô. Vâng cô ạ. Vân Anh. Dạ cô. Vâng ạ. Dạ cô. Vâng cô. Dạ cảm ơn cô ạ. Chào cô ạ. Dài trong nhà với nhau, nhà của nhà chồng được cô. Dạ cô. Dạ cảm ơn cô. À, xin lỗi các bạn, về trường gọi mình chốt việc cho bệnh nhân phẫu thuật tuần sau. À, dự kiến là tuần sau có ca cấy implant ở trường đấy, ở chỗ số 2 Xuân Thủy đấy. Mình có lịch thì bạn nào muốn tham gia thì mình sẽ báo các bạn thường xuyên nhắc mình, không sợ nhớ mình quên thôi. Cấy cho bạn đồng nghiệp và giảng viên trong trường Đại học Quốc gia Hà Nội. À, rồi chúng ta quay về bài thì chúng ta sẽ đấy, các bạn biết là cái tác dụng của cái cây Parallel View rồi, hoặc là đây là một cái hình minh họa cho cái việc mà chúng ta kiểm nhờ cây Parallel View chúng ta kiểm soát cái độ song song, cũng như là chúng ta có cái chỉ chúng ta đảm bảo cái an toàn phẫu thuật. Đây cũng là một cái cây thước đo chiều dày, theo chiều ngoài trong của cái bản xương. Khi chúng ta kẹp cái đầu này vào bản xương ấy, thì ở chỗ này cái đầu này nó sẽ chạy vào đây và chúng ta biết là cái chiều ngoài trong của bản xương. Chúng ta biết rồi, Dạy ảm luôn. cái bản xương mà nó dày trên 7 mm thì chúng ta mới không phải ghép xương đúng không ạ, để chúng ta cấy ra tương ứng đường kính 4. Vì đường kính 4 thì mà cần một cái bản xương ít nhất là 1.5 mm mỗi chiều, chiều vách xương ở phía má và vách xương ở phía lưỡi của cái implant đặt vào ấy, thì tức là 4 cộng với 1,5 cộng với 1,5 thì cái bản xương nó phải lớn hơn bằng 7. Bảy tối Và thế thì chúng ta phải mở vạt ra để chúng ta đo cái bản xương trong vạt đấy đúng không ạ. À, thì đây là cái thước kẹp tam giác. Cái này nhìn nó không, các bạn nhìn nó không rõ lắm là cái gì, là nó không 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 đặc trưng, mình nói ra cái sau đấy. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái coping, cái này chúng ta học cái phần phục hình, nhưng mình cứ gọi tên trước thì cho coping là một cái thiết bị dùng để copy cái vị trí của implant trong xương hàm để chuyển cái thông tin về vị trí 3D của implant trong xương hàm sang cái vị trí của cái implant nhái hay là cái gọi là analog trong hàm thạch cao đó, thì nó là một cái dụng cụ để sao chép cái vị trí của implant trong trong xương hàm, chuyển thể thành cái vị trí của cái analog ở trong hàm thạch cao, để từ cái vị trí của analog trong hàm thạch cao người ta mới lắp abutment lên, người ta mới lắp phục hình, sản xuất cái phục hình trên cái abutment ở trên hàm thạch cao đấy để người ta trả về phòng khám và chúng ta lắp phục hình ở trên implant thực đúng không ạ. Đây gọi là cái coping, tức là nó xuất phát từ cái chữ copy ấy, là sao chép ấy đó, sao chép cái gì, sao chép cái vị trí của implant trong xương hàm. Còn cái chữ hex này có nghĩa là sáu lục giác, đây này sáu cạnh này, cái hex này ấy, cái lục này ấy, lục giác này này và lục giác ở trong lòng implant này và lục giác ở trong abutment này nó giống hệt nhau trên cùng một hãng, trên cùng một hệ thống thì nó mới khít vào nhau được đúng không ạ. À, mặc dù về mặt cơ khí thì cái này nó hơi nhỏ hơn lục giác trong lòng implant một chút thì nó mới xuống đúng không, không nếu không nó căng nó chặt quá, hơi nhỏ hơn thì nó đi vào nhau thành hai chi tiết kết nối tiếp xúc, kết nối dạng tiếp xúc. Thì đây là cái coping khi mà nó cắm vào, nó kết nối với implant xong rồi mới đưa cái thìa lấy dấu vào, nhấc cái thìa lấy dấu ra thì cái coping này nó sẽ đi theo thìa lấy đi dấu. theo. Vâng đúng rồi, chắc anh Vũ cũng làm implant làm phục hình rồi đấy ạ.
Đây cũng là một cái dạng coping mà các bạn có nhớ là hôm trước có cái implant mà cái dạng mà đóng gói mà có cả một cái đầu mà sau đấy implant driver chính là nó. Chúng ta bạn cấy implant xong xong nó lấy dấu về xưởng người ta mới cắt cái này đi. Hoặc là người ta tháo cái này ra, hoặc là dùng chính cái ớt mần để lấy dấu. Lấy dấu thì cái này nó sẽ nằm trong silicon. Nhấc ra và cái này nó nằm ở trên hàm thạch cao, sau khi đổ mẫu rồi thì mình mới cắt cái này tùy cái chiều cao phục hình, thì cái này nó chính là ớt mần đấy. Hoặc là đây cũng là một dạng coping, đây cũng là một dạng coping, đây cũng là một dạng coping. Cái này chúng ta nói kỹ ở bài phục hình, đây cũng là một cái dạng coping để lấy dấu đấy. Và đây là cái lấy dấu mà cái coping nó đi theo thìa thìa silicon này, nó minh họa cho cái hình vừa nãy, phần chúng ta không nhìn thấy. Lắp vào implant như này, cái vạt lại màu hồng này có đục lỗ rồi, silicon nó đông kết thì chúng ta sẽ nhấc lên và cái coping nó đi theo thìa lấy dấu, và chúng ta sẽ có một cái anlock chúng ta lắp vào đây đó, chúng ta đổ thạch cao đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có được cái bản sao. Đây cũng là một cái dạng coping, nó gọi là snap coping hay click coping. Cái này đáng nhẽ phải nói kỹ ở trong bài ngày 4, đây có nhiều hình tiện mình nói luôn. Đây cái từ snap này, snappy đó. Tóm lại một dụng cụ lấy dấu, còn đây là lấy dấu, là coping lấy dấu kiểu khay hở đúng không ạ. Và cái kết quả chúng ta nhận được là cái hàm thạch cao được một đồ mẫu đây. Đây là một cái dạng snap coping này đúng không ạ. Cái này để đây là một cái dạng coping khác, coping khay kín à, khay 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 này khay khay này là khay khay kín đúng rồi, coping khay kín. Đây là một cái dạng, mấy cái dạng snap coping. Rồi chúng ta sẽ có chi tiết ở trong bài bài phục hình. Còn ở đây là cái cây thường chúng ta hay gọi là cây counter sinh, tức là cây tạo hình loe ở trên miệng của cái lỗ khoan xương, phần 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 xương vỏ, phần xương cứng ấy. Cái lý do là thế này, cái implant chúng ta phải công nhận với nhau nó taper đúng không, càng lên phía trên platform này thì nó càng càng đường kính nó càng to lên. Rộng ra. Vâng, thế ví dụ như người ta dùng hình ảnh cái vip, cái phần trắng này là xương đặc, xương xương vỏ, nó như là một cái miếng 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 gỗ lim ấy, dưới là xương xốp, nó như là chúng ta miếng gỗ lim đặt trên gỗ thông ấy. Thì khi chúng ta vặn cái vít xuống cái này thì phần xương vỏ này nếu mà không có cái miệng của cái counter sinh nó tạo ra ấy, thì nó sẽ bị vỡ vỡ xương, hoặc ném xương mạnh quá nó sẽ chết xương vỏ này, nó tạo tình trạng tiêu xương này đúng không? Nhưng mà nếu mà cái miệng xương nó được được doa như này, nhờ cái mũi mũi này nhờ cái mũi này thì cái phần xương này nó sẽ không bị ném nhiều. Thế nhưng mà tùy hãng nhé, cái bộ cái hình dạng thể dạng taper của hãng nào thì nó phải đi với bộ kit của hãng đấy. Thì có hãng người ta cái mức taper nó không nhiều, hoặc là nó có cái hình dạng nó không quá đặc biệt, thì chúng ta không cần trong cái kit đó, nó không mũi cao thường sinh thì đồng nghĩa việc chúng ta không cần tạo này. Hoặc là nếu trên bệnh nhân thì chúng ta phải xem, ví dụ như bệnh nhân mới nhổ răng 2, 3, 4, 5 tháng ấy, xương vỏ nó chưa nhiều, chưa dày thế này ấy. Chúng ta hãy tưởng tượng là ví dụ nó lại là gỗ 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 xà cừ đặt trên gỗ thông thôi, chứ không phải là gỗ lim đặt trên gỗ thông, thì cái này nó không có quá lực đúng không ạ, thì lại không cần đến mũi cao từ sinh. Chứ không phải là cứ khoan cấy implant là phải cao từ sinh, là phải tạo hình dạng vỏ như dạng 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 miệng như này đúng không ạ. Thế là chúng ta phải chú ý đến cái protocol, tức là cái quy trình dùng của từng hãng một. Đây là cái mũi nó đặc biệt, chứ không phải là implant nào cũng dùng cái mũi này. Cái này thì anh em quá quen thuộc rồi. Ba cái dao mà chúng ta hay dùng là dao số 11, dao số 12 và dao số 15. Đúng không ạ? Mình nói nhanh thôi, đi qua này thôi. Ở đây nó có một cái mấy cái ống này, có tác dụng gì? Vừa nãy chúng ta thấy cái stopper thường nó dài 17 mm của mũi khoan đấy. Trong trường hợp chúng ta muốn 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 cái giới hạn cái chiều sâu cái chiều sâu mũi khoan chúng ta chỉ là 11 thôi, thì chúng ta lắp các cái mũi vào, chúng ta dùng làm phép trừ thôi. Ví dụ đến cái cổ của cái mũi khoan nó là là 17 chẳng hạn, 17 trừ đi 8 là 9,
thì chúng ta lắp cái này vào cái mũi khoan có cái chiều dài đến cổ, có đến cái stopper là 17, chúng ta 9. trừ đi 9, à trừ đi 8 thì chúng ta sẽ còn khoan được một cái Ừ. lỗ mà chiều sâu là 9 là nó dừng lại. Ừ. Đấy, anh em học y thì cũng rất là thông minh rồi, thì nói cái là anh em nắm được thôi. Đấy, chúng ta trên một mũi khoan này nó có một cái chiều sâu này, mình ví dụ từ đây đây là 17. Này. Đấy. Thì mình dùng muốn muốn là khoan sâu đến 11 ly thôi. Thì mình lắp cái ống 6 này vào. Đấy là mình nói ví dụ để anh em hiểu nguyên lý thôi nhé. Thế còn trên mỗi cái bộ kit thì cái con số nó sẽ khác đi một chút, đúng không ạ? Anh em lắp vào thì anh em sẽ cái stopper này nó chặn đến đây. Gọi là cái một cái dạng gọi là nối dài stopper, đúng không ạ? Ừ, để cho nó an toàn đây, lắp vào nó sẽ như này. Ví dụ 17 trừ đi 9 chẳng hạn. Thì còn 8 thôi. Đúng không ạ? Đấy. Mình vui rồi. Chúng ta khoan cái này gọi là balcony implant. Tức là một implant dạng ban công. Vui tí thôi đúng không ạ? Thực ra thì có thể là cái implant này nó bị fail, hoặc là lúc cấy nó cái implant này cái răng này nó đang sắp hỏng, hoặc là nó hỏng rồi nhưng mà nó chưa cốt hóa đủ. Nhưng mà như này cũng dễ bị gãy cổ đúng không ạ? Cái này thì khắc phục, thì trông cái này khắc phục thì dễ thôi, chúng ta tháo phục ra, chúng ta cấy thêm một implant ở đây vẫn có đủ khoảng cấy. Nhưng mà cái dở nhất là nó hơi xa một chút, nó xa ra đến phía cạnh gần của cái răng này, ví dụ là cấy ở đây chẳng hạn, đúng không ạ? Mình vui thôi, funny thôi. Đây là mũi Linderman, các bạn thấy nó có dạng răng cưa chứ không phải dạng xoắn hay dạng triple blade. Thì chúng ta thấy là cái mũi khoan của chúng ta từ mũi đầu đến mũi cuối ấy, chúng ta tăng dần đường kính, nhưng mà cái hướng của nó thì theo hướng của mũi một. Đôi khi chúng ta khoan mũi một mũi hai nó hơi nghiêng gần nhiều hơn, hoặc hơi nghiêng xa một chút so với cả cái hướng nghiêng lý tưởng, hoặc nghiêng ngoài nghiêng trong. Thì cái mũi dạng tam giác này ấy, chúng ta có thể nghiêng cái mũi đi để chúng ta chỉnh hướng ở cái lỗ sau, là nhờ cái dạng lưỡi dạng tam giác này chúng ta vẫn nhấc lên nhấc xuống cái mũi khoan vào cái hố khoan xương ấy, thì nó vừa quay mà nó vừa chuyển động như mũi lưỡi cưa ấy, thì nó sẽ tịnh tiến, nó sẽ dịch chuyển cái hướng để theo cái hướng lý tưởng hơn. Chúng ta một trong một số bộ kit không có, chúng ta mua một cái số cái bộ kit mở rộng nâng cao anh em bán riêng ấy. Đấy, hoặc là đều là bản chất đều Linderman cả, nó dạng răng cưa. Và cái đầu này thì cũng gắn vào motor thôi. Đấy, ví dụ cái Linderman con mũi một ở đây là cái đáy xoang đúng không ạ? Hình ảnh của cái đường đáy xoang này. Đấy. Mình thích giảng bằng hình hơn PowerPoint là cái chỗ này đấy. Hình to hình bé mình phóng đại lên được. Đấy, Linderman này, cái răng cưa này. Đúng rồi. Cái này anh em có thể mua riêng. Tiếp theo là mua chê phai. Như mình nói nó có mấy tác dụng, một thì nó lấy xương dạng block. Cách đây khoảng 10 năm mình đi học ông, thì xin lỗi quên mất tên thầy rồi. Ông ấy còn một kỹ thuật gọi là bone ring technique. Tức là ông khoan vuông, ông mở vạt vùng xương cằm ra. Ông dùng cái mũi này ông khoan vuông góc xương cằm để được một cái block dạng hình tròn. Tất nhiên là nó to, nó 6-7 ly. Nhưng mà trước đấy ấy, là ông ấy khoan khoan tạo một lỗ khoan xương vuông góc với mặt trước của cằm ấy. Cái vùng mà gnathion với cả gonium ấy, anh em học đắn chỉnh ấy, để cái vùng lấy xương ấy, lấy xương ở vùng cằm ấy, tức là khoan một cái implant vuông góc với cả cái mặt trước của cái bờ dưới xương màu ổ răng ấy, dưới cả cái vùng chóp răng ấy, xong có thể là vặn cấy một cái implant vuông góc với cái mặt xương cằm ấy vào, xong rồi dùng cái mũi Linderman này khoan chụp lên cả cái implant lẫn một cái vách xương bên ngoài cái implant đấy, và lấy cái implant ấy ra đi theo một cái vòng tròn xương, nó đã được vòng tròn xương quanh implant đấy, và chuyển cả cái khối xương implant và cái implant đấy sang cái vùng cấy implant, ví dụ cái khuyết hỏng xương nó to chẳng hạn, anh em tưởng tượng không ạ? Nó gọi là bone ring, cái từ ring như là cái vòng tròn ấy, technique kỹ thuật mà vòng tròn xương chuyển cả vị cái khối xương ấy ra ra một cái chỗ khác, ra một cái chỗ vào vị trí nhận. Đấy là cái đúng không ạ? Tức là cách chuyển. Vâng, nhiều khi chúng ta tư duy ngược một chút, chúng ta hãy tưởng tượng cái này,
bây giờ không nghĩ đến boring nữa, mà chúng ta tưởng tượng là ví dụ chúng ta có một implant nó bị vỡ cổ, 2/3 dưới nó vẫn tích hợp xương, và chúng ta cấy lại implant, phải cấy lại đúng chỗ đấy thì phải bứng implant lên ra chỗ khác, thì chúng ta cũng phải lấy một cái tre file mà đường kính trong ấy, cái tre file nó có mỗi chiều dày của cái thép này đúng không, thì chúng ta có hai kích thước là đường kính trong và đường kính ngoài. Đường kính trong thì chính là cái phần xương của nó sẽ bứng ra đấy, nó phải lớn hơn đường kính cái implant đúng không ạ, và nó xuống đến gần đến chiều sâu chóp của implant. Và tiếp theo chúng ta dùng các cái dụng cụ như là cây Q-rep, cây khám châm hoặc là những cái cây bẩy nữa, rất là mảnh thôi, nó lọt vào xuống cái khe mà chúng ta đã dùng cái tre file chúng ta tạo ra để mà nó lấy cái implant lên đấy, lấy implant vỡ cổ lên đấy để bỏ nó đi. Và sau đấy thì nếu muốn cấy được thì chúng ta phải có cái đường kính implant lớn hơn đường kính ngoài của cái tre file này đúng không, nếu muốn cấy ngay. Thế bây giờ chúng ta hãy tư duy ngược, là không phải là tôi bứng implant mà tôi muốn cấy implant vuông góc với cằm để cho tôi lấy được một cái implant mà có cái xương thì tôi đặt vào cái khuyết hỏng lớn đấy đúng không ạ, rất là thông minh đúng không ạ. Đấy là cái tác dụng của tre file. Rồi người ta tạo một cái vị trí khoan cấy là đúng cái vị trí cấy nâng xoang kín luôn, tức là đưa một cái lỗ khoan lên cái vùng sống hàm ấy, tiếp cận đến cái màng xoang, nâng cái màng xoang lên đúng không ạ. Nhiều kỹ thuật đấy, một cái tre file có đường kính nó biến thiên khác nhau, chiều sâu chiều cao bằng nhau, ví dụ cái này 30 40, cái này 50 60 70 80, nhưng mà chúng ta phải đo đến 80 thì không biết là đường kính ngoài hay đường kính trong lòng, nó tùy cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ cần đường kính trong hay đường kính ngoài đúng không ạ. Ví dụ mình phải lấy một implant đường kính 5.0 lên chẳng hạn, và giả sử cái 6.0 này là đường kính trong, mình phải lấy một implant đường kính 5.0 lên, thì cái đường kính trong này nó phải lớn hơn 5.0, ví dụ 6.0 đúng chưa. Nhưng mà cái hố mà chúng ta muốn cấy implant ngay ấy, thì cái hố đấy đường kính nó lại là 7.0 cơ, vì nó phải cộng thêm 2 lần chiều dày của cái thép này nữa. Thế thì được, cái hố đấy là 7.0 thì chúng ta có implant 8.0 không, có đấy, một số hãng họ có đấy, thì chúng ta mới đặt implant ngay vào cái hố đường kính 8.0 được. Thế để nói ví dụ vậy để anh em hiểu đường kính trong đường kính ngoài của chia file đúng không ạ. Nó đây dùng implant và cái cover tự nhiên lại lọt vào đây, à nó là mình giảng phần phụ kiện mà đó. Thì cái này gọi là cái nắp cover, tức là cái nắp nó nằm ngang bằng với platform, nó chìm dưới cái vạt lợi mình đóng. Cover chúng ta dùng trong trường hợp phải ghép xương này, tầng trên nó thòng nó nhiều quá này, chúng ta phải đeo hàm tháo lắp này đó. Đặc biệt là phải ghép xương này đó. Thì chúng ta sẽ dùng khăn nắp cover. Còn chúng ta dùng nắp healing kia là sao ạ? Cái nắp healing nó phải cao hơn bề mặt mô loại sừng hóa, trong cái trường hợp mà vâng, mà nó không như không trùng với cả mấy trường hợp mình vừa nói ở trên, nói cho với cover đúng không ạ. Đó, cái trụ lành thương đấy, đúng rồi, nói đúng. Đây là cái ví dụ mà hôm trước tôi đã nói rồi, cây này vừa là cây vặn implant, cái này chúng ta vặn một cái ratchet đấy. Đấy, vừa là cái cupping để lấy dấu, vừa là có thể là cái open đúng không ạ. Thế còn phần lớn các hãng người ta sẽ đóng gói cùng cái cover luôn. Đấy, cùng cái nắp cover luôn. Thì nó dạo chúng ta vặn lên trong xương, chúng ta tháo cái này nó ra, xong chúng ta đóng nắp cover lại được. Còn nếu nắp healing thì chúng ta lại phải lấy ở ngoài cùng hãng, chúng ta lắp vào. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Cổ gì đấy ạ? Cổ láng này, ôn bài tí nhé. Flute zone này, đúng không ạ? Implant dạng taper này, đúng không ạ? Microthread này, là cái V-gem là nó để dùng để tiếp, nó sản xuất để nó tiếp xúc với xương vỏ này, cũng là một cái mục đích để giảm ném lên vùng xương vỏ, tức là V-gem. Thế còn đây là cái gem mà cái bước gem nó thưa hơn. Và đây là microthread, micro chúng ta lại thấy một từ micro một lần nữa đấy. Đúng không? Đây là cái healing, anh trụ lành thương như là anh Vũ nói đấy. Và đây cũng là trụ lành thương. Khi mà chúng ta nhắc đến trụ lành thương, chúng ta phải để ý đến hai kích thước của nó. Kích thước chiều cao, cái chiều cao này chúng ta dùng cái loại mà phải luôn lớn hơn chiều dày mô mềm thì nó nhô lên trên lợi được, đúng không ạ. Còn cái kích thước này chúng ta phải để ý cái khoảng gần xa của cái khoảng mất răng ấy,
nó không được tì để nén để nó làm nó ép vào cái nhú lợi phía gần hoặc nhú lợi phía xa nhiều quá nó sẽ thiểu dưỡng cái nhú lợi và nó tiêu ngót cái nhú lợi đúng không ạ? À, đấy, hai con số đấy đấy healing này cái này nó biến thiên theo chiều dày của mô lợi đúng không ạ? À, đây là cái healing tháo ra cover đóng xuống tức là chúng ta tưởng tượng ra này ví dụ mùng 1 tháng 1 mà chúng ta phải ghép xương cho nó đóng nắp healing cái hôm nay chúng ta phải đóng nắp healing thì đến mùng 1 tháng 4 bệnh nhân quay lại để chuẩn bị bước phục hình chúng ta còn phải có một cái thì hai là chúng ta phải thay healing thành cover và 70 ngày sau thì mới có một cái viền lợi tự do quanh cái healing đấy thì mùng 7 đến mùng 10 tháng 4 chúng ta mới đo để lấy dấu và 12 đến 15 tháng 4 chúng ta mới lắp phục hình được nhưng mà ngược lại nếu mà mùng 1 tháng 1 mình nói ví dụ là cái mốc thì nó dễ tưởng tượng nhé mùng 1 tháng 1 mà chúng ta cái implant mà chúng ta không phải dùng nắp cover chúng ta dùng nắp healing luôn thì đến mùng 1 tháng 4 là bệnh nhân quay lại mà có một cái viền lợi tự do quanh healing rồi khi chúng ta tháo healing ra chúng ta có một cái hố mô mềm là cái khoảng sinh học cộng với đáy túi lợi rồi thì chúng ta lấy dấu luôn ngày hôm mùng 1 tháng 4 và mùng 5 và mùng 7 tháng 4 là chúng ta có răng để lắp đúng không ạ? Thì đấy nó khác biệt từ cái việc mà sử dụng dụng cụ chỉ định sử dụng vật tư đến cái việc mà cái thời gian quy trình cái thời gian phục hình nó là như vậy đây là một cái nắp healing mà nó vặn vào trong implant chúng ta thấy cái gen này nó giống cái gen trong abutment nó giống cái gen trong Là trong cover gen được và nó giống cái gen trong healing đúng không ạ nó giống cái gen trong cái vít coping nhưng nó vặn cái coping vào nó lấy dấu ấy đấy, thì cái gen này nó giống nó phải cùng một hãng nó compatible tức là nó tương thích nhưng mình dùng hãng này mình lắp sang hãng kia là không được đây là cây nghiền xương có nhiều kiểu cây nghiền xương dụng cụ nghiền xương khác nhau nhưng đây là một kiểu chúng ta ví dụ lấy được xương block nhưng chúng ta lại muốn dùng xương bone chip xương mùn xương mảnh bé thì nó cho xương vào đây nhưng mà chúng ta tay một tay thì bóp kìm một tay thì xoay cái này thì cái xương mảnh nó sẽ được nghiền ra đây đây cũng là một kiểu nghiền xương đấy chúng ta đưa xương vào đây chúng ta lắp cái nắp vàng này vào đây chúng ta nhấn xuống và chúng ta lắp cái nắp này vào đây chúng ta xoay ở đây xoay cán này vào. Thì cái mùn xương nó sẽ đọng vào trong cái buồng đựng này và tí nó lấy mùn xương từ trong này ra đó. Dùng lực của ngón cái đây là một kiểu nghiền xương khác ví dụ chúng ta cho cái xương block xương chúng ta lấy được vào đây và chúng ta xoay cái này nó hơi giống cái cối giã trầu của các cụ của chúng ta ngày xưa đấy và đấy đây là một kiểu nghiền xương cái này đẩy vào đây cái này đưa vào đây đúng không ạ chúng ta xoay đấy thì, nhiều kiểu nghiền xương có một cái thiết bị mà không thể thiếu trong phòng khám nhưng bây giờ là rất là hay là các bạn nhiều bạn là trang bị đến silicon beam rồi thế cái này gọi là portable x-ray có nhiều kiểu x-ray cầm tay khác nhau nhưng mà các bạn phải có không phải là vì làm implant phải có đâu chúng ta nhổ răng 8 chúng ta phục vụ cho cả công tác chẩn đoán công tác điều trị và kiểm tra sau can thiệp nữa nội nha răng ngầm thừa đúng không ạ nhổ răng 8 nói chung là cái phẫu thuật trong miệng cũng phải báo cáo với các bạn là một cái răng implant khi mà mình hoàn thiện ấy, thì cũng phải trung bình cũng là cũng phải khoảng 8 hình 7 8 hình một cái hình chẩn đoán và tư vấn thậm chí là có phim silicon beam rồi nhưng mà đôi khi ngay tại ghế răng mình vẫn cần cái phim cận chóp có phim silicon beam rồi nhưng mà làm sao ạ chả nhẽ chụp lúc lắp coping xem nó có khít không cũng lại chụp silicon beam à lúc thử phục hình xuống trước khi gắn phục hình cũng lại đi chụp silicon beam à đúng không ạ nên chúng ta phải có một phòng chụp với cái máy chụp cổ cò treo trên tường hoặc là máy portable x-ray chúng ta cái đồ bảo hộ mặc vào người đúng không ạ để cái sensor vào miệng hoặc là có một cái dạng máy nữa là máy phốt phốt pho ấy. Là những cái cảm biến đặt trong miệng chuẩn đoán chụp lúc can thiệp chụp chụp cái gì đấy chụp cây parallel view ấy cây 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 gai ấy
rồi đặt implant là xong rồi chụp xem nó đã xuống hết chiều sâu thì chúng ta có thể kiểm tra bằng platform, nhưng mà nó có chạm ống thần kinh không chẳng hạn. Thay nắp kia healing thì ca vờ thì healing chụp, thử coping chụp, thử phục hình chụp. Đó, thế là nó chúng ta phải có, hoặc là một cái máy cầm tay kiểu khác đấy, cái này nó nhẹ hơn chút. Đây tự nhiên lại lặp lại quy trình, cái này anh em nhìn cái thì hiểu rồi, đúng không ạ? Đây là cái minh họa cho cái mũi tapping, tức là cái mũi tạo hình cái vảnh khoan xương ấy. Chúng ta quay bằng tay hoặc bằng máy bằng tốc độ vặn implant vào trong xương, tức là 30 đến 60 vòng phút. Và khi mà đã gần chạm đáy rồi thì chúng ta phải quay ngược ra. Chứ không phải chúng ta cứ quay vô hạn này là cái gen này nó sẽ phá cái gen xương. Đó. Không như mũi khoan này chúng ta quay một chiều thôi, quay vô hạn đến khi nào chúng ta nhấc cái mũi khoan ra thì thôi. Nhưng mà cái này quay 60 vòng phút và quay hữu hạn thôi, gần đến chiều sâu, tức là chúng ta đã tạo được cái gen xương ở trên vách hố khoan xương rồi, chúng ta lại quay ngược cái này ra. Đúng không ạ? Taro mà. Nếu chúng ta lại quay vô hạn thì phá mất cái vách khoan xương rồi, đúng không ạ? Đây là cái sensor, cái cảm biến. Đấy, phục vụ cho công tác chẩn đoán. Đã nhìn thấy cái tổn thương cổ răng này, đúng không ạ? Hoặc là đây thử xuống hình xuống này xem nó có xuống khít giữa viền phục hình với đường hoàn tất không. Đấy, nó rất là tiện, không thể không có được. Chúng ta xem răng ngầm ở đây là một cái cháu bé răng số 5 nó còn chưa thay đây, đúng không ạ? Răng trẻ em, tất cả các chuyên ngành trong nha khoa đều cần liên quan cả. Ở đây chúng ta có hai cây vặn implant, cây implant để vặn vào ra chép hoặc là toc ren, tức là cây vặn bằng thước ấy. Cái này là lục giác để vặn vào implant, và cái này là vặn vào cái thước cầm tay, thước vặn trên tay, hay là cái clay ấy. Thế còn ở đây kích thước lục này các bạn cũng thấy thế thôi, nhưng mà đầu trên này là nó vặn vào cái gì đấy, motor, đúng không ạ? Motor thì chúng ta vặn vào máy, và nó hai cái dàn gắn khác nhau. Ví dụ như này chúng ta dùng cho răng 5, 6, 7 này. Ví dụ cái này chúng ta dùng cho răng 1, 2, 3, 4 này, đúng không ạ? Vì nó vướng hay ra bên cạnh. Nhiều khi này cái răng, ví dụ chúng ta dùng cái răng cửa, cái gì cắn nó vướng vào đây chẳng hạn, nó không xuống hết chiều sâu lý tưởng, thì chúng phải dùng cái này. Cái này cũng vậy thôi, đúng không ạ? Đây là cái cây vặn vào cái lục giác của implant, còn cái này là lắp vào thước vặn hay clay đấy, đúng không ạ? Đây là cây vặn healing hay cover hay là vít abutment. Đây là cái cây dài nhất này, chúng ta ít thấy ở phòng khám mà chúng ta thấy ở labo, ở lab ấy. Còn đây cũng dài ngắn tùy vào cái chiều cao phục hình. Còn đầu trên này thì vặn vào cái ratchet hoặc là torque wrench, là cái thước vặn. Thế thì mỗi hãng người ta có cái đầu này khác nhau. Ví dụ như là cái này nó lại là tứ giác, cái này nó lại là sáu cái hoa thị, cái này cái dạng sáu hoa thị, cái này là bốn cạnh. Nhưng mà cái hình dạng phổ biến ấy thì nó là lục giác. Đấy, nên là chúng ta để ý. Đấy, cái này là bốn cạnh. Đây, cầm tay đây. Cầm để nó vặn. Đôi khi cái này người ta buộc chỉ để tránh rơi vào họng. Cái này là của Angelos ngày xưa đây. Nó có hai tác dụng. Cái này để vặn healing của cover. Nhưng mà cái này để có thể vặn vào đầu implant. Đúng không ạ? Nó còn bên trong nó còn có cái cơ cấu để nó cố định vào nhau, nói chung là phức tạp. Đây là cái ví dụ của cái các cái kích thước lục giác khác nhau. Đây chúng ta đều thấy là một cái hàng các cái phụ kiện dạng lục giác cả, nhưng mà chúng ta thấy này, cái đầu này cũng là lục giác khác so với kích thước của đầu này, nên là của hãng nào thì phải dùng, gọi là người ta gọi là một hệ thống đấy. Kit này, implant này, healing này, cover này, vít abutment này, nó phải cùng một cái kích thước lục giác thôi. Đây là lý do mà bộ kit của hãng này thường là không vặn sang bộ kit của hãng khác. Ví dụ hãng này là lục giác này, nhưng mà cái hãng khác người ta lại hoa thị như này, người ta lại bốn cạnh như này, làm sao mà dùng được sang nhau, đúng không ạ? Đó, thì ở đây này có một cái thiết kế nó cũng thông minh nữa này. Cái đầu lục bé này, ví dụ là cứ cho là 1.2 đi, để vặn vào phụ kiện healing cover abutment. Cái lục này để vặn vào implant, để vặn implant vào trong xương, đúng không ạ? Còn đầu trên này thì nối với cả clay rồi. Thế thì một một công đôi việc, giống như là
bộ đội của chúng ta ngày xưa thì vừa là súng AK vừa lắp lưỡi lê ấy, đúng không? Lúc hết đạn thì có thể chiến đấu giáp la cà được. Thế bạn phụ kiện này, bạn im len này, có một cái dụng cụ nữa mà đôi khi chúng ta cũng dùng, chúng ta cái này nó gọi là cái tissue punch. Punch tiếng Anh có nghĩa là cái cú đấm. Tissue là mô, thường hàm ý là mô mềm. Hàm ý là mô mềm. Thì cái này là một cái dạng mà mở cửa sổ mô mềm để tiếp cận được với cả cái xương sống hàm, cho trường hợp mà mô loại sừng hóa nó đầy đủ. Hoặc là đôi khi chúng ta thay cover thành healing, chúng ta không muốn mở vạt nhiều, chúng ta ngắm trúng cái vị trí của cover đấy, chúng ta đưa cái này vào cái mô loại sừng hóa đấy, bộc lộ đúng cái cover ra, chúng ta lại lắp cái healing vào, thế là cái phẫu trường nó nhỏ nhất có thể. Nếu ai tưởng tượng cái này nó như là cái phần kim Để loại, sao cho cái phần kim loại của cái cây chổi cước đánh bóng ấy, xong rồi rút hết cước ra, đúng không ạ? Để nó giống thế đấy, nhưng mà nó sẽ biến thiên cái đường kính khác. Cái cây chổi cước đánh bóng nó chỉ có một đường kính thôi, thứ nhất thứ hai chiều cao nó khác. Để làm sao chúng ta cắt mô mềm thành một cái dạng khuyết hình tròn, tissue punch, và chúng ta có những cái thước mm này, chúng ta hấp sấy vô trùng đi. Mua một cái thước khoảng 1 mét thì chúng ta cắt 10 phân một một đoạn, thì chúng ta một ngày chúng ta làm chục ca, là mỗi bệnh nhân một cái thước này hấp cùng bộ kit ấy. Thì nhiều khi mình nói mũi khoan đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta có cái thước kim loại nội nha đeo ngón tay rồi, thì chúng ta mua cái đấy rẻ mà, thì nó đeo vào ngón tay ấy. Tất nhiên là cũng mỗi bệnh nhân một cái, xong rồi vô trùng hấp sấy giống như kéo gắp gương ấy, đúng không? à Đây cái thước nội nha đây, chúng ta đem nó sang để chúng ta đo kiểm soát các cái vạch ở trên các cái mũi khoan cái implant. Đây là một cái dạng thước đây thước vặn top rent đấy, hoặc ratchet đấy. Ratchet là cái cây vặn mà không thể hiện lực, còn top rent là nó thể hiện được lực ở đây. Đây lực vặn là 16, 25, 35 Newton cm đây. Thế này được cái giải thưởng Red Dot năm 2000 mười mấy mình không nhớ. Tức là cái thước này là thước của MIS, thước của hãng Miss MIS 7, My 7, Miss 7. Thì nó lợi dụng cái đặc tính đàn hồi của kim loại. Cái cần này khi chúng ta đẩy ngón tay đây vào cái đầu này, lắp vào cái tay vặn hand driver chẳng hạn, thì cái này như cái cá, nó sẽ chốt giữ để cho cái này chỉ xoay một chuyển động một chiều thôi. Thế còn cái đàn hồi của cái cây này nó sẽ đàn hồi, và cái vạch này nó sẽ chuyển, nó chỉ thị cái lực cần thiết để xoay cái hand driver này. Và thực hành chúng ta sẽ xem, đây là một kiểu khác đấy, vặn vào cái cây hand driver chẳng hạn, hoặc là implant, cây vặn implant chẳng hạn. Thì cái mũi tên này, tam giác này đứng yên, nhưng mà cái phần kim loại nó đàn hồi, và cái này nó sẽ chuyển động, nó sẽ cho chúng ta cái lực. Đây là một cơ chế khác, nhưng mà nó cũng cho chúng ta biết được cái lực ở cái chỗ là, ví dụ chúng ta ở trong này nó có một cơ cấu lò xo, và chúng ta xét 35 Newton cm chẳng hạn, thì khi ở đây nó bị giữ ở cái lực, nó quay theo một chiều, nhưng mà khi mà nó bị giữ ở cái lực 35 Newton cm thì cái đầu cái cổ nó sẽ gập lại, và nó hiểu chúng để chúng ta hiểu là à thế là đã đến cái lực 35 Newton cm rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta dừng lại bạn implant vào vị trí lý tưởng đấy. Thì đấy là một số cái, có cái hình nó lại mình vừa nói đến đây, đến đây rồi, đến đây nó lại dừng lại đây. Đó. Đây là một cái kiểu khác mà chúng ta có thể thay đổi hướng vặn ở cái đế này, nó tiện hơn chút. Rồi đây cũng là các cái vạch nó chỉ thị cái lực vặn implant vào trong xương, hoặc là vặn phụ kiện vào trong implant. Đấy, thì khi mà lắp thì chúng ta sẽ lắp như này, cái đầu này nó lắp cái này vào ratchet đây này, nó không chỉ thị lực. Thì ví dụ bọn mình làm quen thì mình cái cảm giác tay mà mình biết là cái lực nó bao nhiêu, chẳng hạn giống như các bà đi chợ nhiều, các bà xách con vịt thì các bà biết là con này cân rưỡi, con này cân hai, con này cân mốt, đúng không ạ? Thì vặn vào đây, nhưng mà khuyên là các bạn vẫn nên còn dùng cái torque wrench, tức là nó có cái lực,
Durachest không có lực thì nó làm cho các bạn ước lượng nó cảm giác tay nó chưa quen nó khó. Còn cái này là bạn Imland đấy à. Đó, nó có hai chiều, chúng ta đảo đầu lại thì cái mũi tên nó theo chiều này. Đôi khi chúng ta vặn Imland ra thì các bạn không kiện ra. Đấy, cái này là Ratchet. Đây là cái cây abutment. Chúng ta nói lại một chút, đây là Bên đường hoàn tất của abutment. Đúng không ạ? mình Khoảng này là khoảng sinh học nằm trong mô mềm. Đó, mà có một phần nó chui trong lòng implant. Đây là cái gen nó chui trong lòng gen của implant. Đây, từ đây trở lên là phần lưu phục hình. Đúng không ạ? Phần lưu phục hình. Đầu trên này lên với đặt nhai tương đối nó còn 1, 2 hoặc 3 ly nữa để nó cho độ dày của sườn và sứ. Đúng không ạ? Đó, đó. Đấy, các cái ornament thì hôm trước là chúng ta có một bài nói riêng về ornament rồi, đúng không ạ? Những cái này chỉ cho một cái là anh em nắm được thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy này. Cái này là cái coping lấy dấu này. Cái này là cái healing này. Đúng không ạ? Cái này là ornament mà gắn với hàm tháo lắp này, đầu bone này. Đấy, cái này nằm trong hàm tháo lắp này. Cái đầu bone này nó nhô lên trên sống hàm này. Khi mà lắp cái hàm tháo lắp xuống thì cái gioăng cao su nó sẽ úp vào cái đầu bone này. Thế là cái hàm tháo lắp nó như cúc bấm ấy. Đây. Đầu của cúc bấm, đầu nhô, đầu dương của cúc bấm này. Phần âm của cúc bấm này, đúng không ạ? Thế còn đây là cái vít ở trong lòng ornament này. Đúng không ạ? Màu trắng này ornament này, cái này là analog này. Tức là nó sẽ như một cái implant nhưng nó nằm ở vị trí của hàm thạch cao. Nằm trong hàm thạch cao tương ứng với vị trí của implant ở trong trong xương hàm. Gọi là analog. Bản thân từ analog tiếng Anh nó cũng nghĩa là tương đương thôi. Tương tự hoặc tương đương, chúng ta dùng tương tự thì nó dễ hiểu hơn. Đấy, thì khi chúng ta lấy dấu thì chúng ta sẽ cắm cái này lại vào trong cái lỗ silicon. Đây là một kỹ thuật lấy dấu thôi, còn nhiều kỹ thuật lấy dấu khác. Và đổ thạch cao vào đây. Đấy, khi chúng ta đổ thạch cao nó cứng. Nó như này. Chúng ta gỡ ra thì nó sẽ lộ phần coping ra. Cái coping vừa nãy nó chui trong silicon này. Cũng tương ứng với việc mà khi chúng ta úp cái thìa lấy dấu lên miệng ấy thì phần silicon nó sẽ bao trùm lấy coping. Đúng không ạ? Mình nói lại như ví dụ bước 1 này, chúng ta lắp coping vào implant này. Giả sử đây là trên miệng bệnh nhân. Đây là coping lấy dấu khai kín. Bước 1 là chúng ta lắp tháo healing ra rồi lắp coping kết nối với implant. Nhớ là cái lục giác nó phải kết nối vào nhau chặt hết cỡ nhé. Xong rồi úp thìa lấy dấu của silicon vào đây. Đúng không ạ? Chúng ta nhấc thìa lấy dấu của silicon ra thì có phải có một cái lỗ mà do cái này nó tạo ra. Rồi ở trên tay, một tay chúng ta cầm analog, một tay chúng ta dùng coping, chúng ta nối analog vào coping. Sau đấy chúng ta cắm coping analog vào trong cái lỗ silicon ở trên thìa này. Tiếp theo chúng ta đổ thạch cao lỏng vào đây. Đúng chưa? Thạch cao nó cứng thì chúng ta lật ngược nó lại. Chúng ta nhấc cái thìa ra khỏi cái thìa silicon ra khỏi cái thạch cao. Đúng không ạ? Thì đấy, cái coping nó nằm trên miệng và cái analog á, analog trắng này nó nằm ở trong thạch cao. Thì có phải analog này thông qua coping nó thể hiện là tái thể hiện là vị trí của implant ở trong xương hàm không? Đúng không ạ? Lấy dấu khai kín. Chúng ta làm một lần là nhớ thôi, cái này dễ thôi. Đây. Đây là chúng ta lấy dấu bằng scan body. Cái này là cái phần số hóa. Nhưng mà để giả sử là chúng ta hãy tưởng tượng là đây là răng thật nhé, răng thật nhé, chúng ta lắp cái coping vào nhé, chúng ta lấy dấu nhé, đổ mẫu hàm thạch cao nhé, thạch cao nó cứng, chúng ta tháo cái thìa silicon ra, tháo coping ra nhé, thì có phải analog nó nằm trong hàm thạch cao này không? Thì tương ứng với vị trí của implant trong xương hàm này, đó, đấy, analog nó sẽ nằm trong hàm thạch cao này, đây là một cái còn một cái dích cái dụng cụ để lắp ornament vào trong analog này. Nó kỹ thuật nó hơi phức tạp nhưng mà nó có mục đích của nó đó. Thì báo cáo anh em là từ 9:30 đến 11 giờ cũng đã vừa chia sẻ với anh em một số cái phụ kiện, cái tác dụng của cái và cái cách dùng của một số cái vật tư phụ kiện trong cái ghép implant nha khoa cơ bản. Thì anh em chắc là sẽ có anh em ghi được ảnh màn hình đấy, thì xem lại tí cho nhớ, cộng với cả thực hành
thực hành cái, xem một lượt xong thực hành cái là nhớ ngay, chứ đừng dừng lại ở mức là chỉ có nghe một lần bài hôm nay. Thì nhiều khi mình nhìn dụng cụ mình quên, thứ nhất thứ hai là có những tình huống mình phải dùng những dụng cụ đặc biệt, ví dụ Linderman mình nhớ nó là cái gì đó, ví dụ vậy. Thì nếu mà anh em có câu hỏi thì để lại trong nhóm Zalo hoặc là để lại trong phần nhóm chat ở đây, mình sẽ có cái câu trả lời, hoặc là câu hỏi thì hỏi vào cái hôm sau. Ngay bây giờ có anh em nào hỏi không thì bật mic lên hỏi ạ. Thấy ơi, Vâng, hôm hôm mời anh Vũ ạ. hôm tới đây là hôm nào mà thầy cái thực hành cái cấy ghép cho ở ngoài trường mà ở chỗ đường ấy nhỉ, Vâng ạ. thì có thể là Vâng. Thế thì em cứ thông tin đến anh xong rồi anh sẽ báo cho anh em của nhóm lớp mình nhé. Vâng, anh em của nhóm lớp sau đại học mình. Thế thì dự lịch thì em chưa fix đâu, nhưng mà dự kiến nó là thứ hai tuần tới hoặc tuần tới nữa. Thế thì cụ thể thì báo cáo với anh là nó, em là việc nó cũng chồng chéo, nên anh cứ một hai ngày anh nhắc em là có cái ca lâm sàng đấy thì nó lại thuận lợi cho anh em. Này, một là người nhà của giảng viên trong trường, nhiều khi anh em tham gia quan sát nó dễ, thứ nhất. Thứ Nó hai là dễ và vâng là anh em đang trong cái giai đoạn mà nó còn đang mới tinh như này thì mình cũng cố gắng mình làm mô phạm nhất quy trình rồi là giải thích thì anh em nó không bị lệch lạc bởi những cái biến tấu. Với nữa là mình cái lượng kiến thức mình mới đến đây thôi thì mình đến mình tiếp thu là nó sẽ không bị nhiều quá đó, thì nó mình lắp cái kiến thức một cách nó chuẩn chỉ từ đầu đến cuối, thì rất khuyến khích anh em đến nhá. Thế thì anh cứ hai ba ngày anh nhắc em, thầy cho xin lịch của cái bệnh nhân người nhà cô Vân Anh ở trong trường, hai ba ngày anh nhắc em nhá. Vâng, cảm ơn anh Vũ cái ý kiến này. vâng Vâng, cảm ơn thầy. vâng anh em nào có cái ý kiến tiếp các bạn thì các bạn nhắn mình Zalo nhé, hôm trước mình gửi số các bạn rồi đấy. Và rồi, chúc anh em có Rồi. một tuần làm việc hiệu quả. Cảm ơn anh Vũ và các Vâng, anh chị cảm em ơn trong thầy. lớp ạ. Vâng, vâng.